Được không? Xem anh Tàn Hen xử lý xuống dốc chú nhủi rồi. Anh em đón xem nha. Mình nghi lắm nha anh em. Nghi là nó chú nhủi, đi về. Khi tới là chú nhủi ạ. À. Ê, nó gài cái mỏ anh trước kìa. Anh này anh chạy đất nhà nha anh em. Và xử lý của anh Tàn Hen ạ. Cái mỏ hình trước nó cài xuống đất à. Coi thiên của anh kìa anh em. Thiên ngồi kìa. Ồ, chơi bằng cây bốn thám luôn. Cái đuôi này, cái máy này cũng già lắm rồi anh em ơi. Này chắc anh đi tạc hay gì là tạc đất nhà nè. Cái bánh còn chép tẹt chưa tóc tóc chép luôn. Ôi, ôi. Phải chừng cái chuối luôn nha. Ê, 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 ê. Ê, rồi. Ôi. Rồi. Bóp thăng bên này lại, cho anh lên bánh trước. Cho lên bánh bên kia trước á. Buông ra. Ừ. Cài cái máy luôn. Ê, chạy cán kìa. Ôi, nhưng dán cạc ăn cưa nữa chứ. Ô. Ô, cây bê cắt ra luôn hả? Cạc ăn cưa anh chơi bằng cây bê anh cắt ra luôn. Cổi hàng mà, cổi hàng uống lá luôn. Bỏ túi luôn à. Chịu chịu mai lên tu vi coi nha, cơ giới nhà nông. Ô, miếng xe sạc ăn cua luôn ăn. Làm cũng chuyên nghiệp quá trời đó chứ. Gắn ngược bên rồi. Gắn lộn lại. Ê, trở cái đầu này qua bãi mới đúng. Không, giờ mình nhắc anh thấy không, anh mới ngược rồi. Phải đưa cái răng cưa lại đằng sau. Anh em xem cái máy già nè anh em ơi. Cái máy màu đen quá. Xem ơi, ôi dúng giò. Ôi. Xem pha tạc đất của anh Tàn Hen chạy đất nhà nha anh em. Vô số lớn rồi nha. Ui, thì cối rồi.
Lúng quá rồi, cái lớp bị lúng quá rồi. Ô, cái lớp này sao lúng dữ ta. Ôi lúng. Đây là anh em vô anh chặt đất nhà, đám đất vừa phá liếp vừa nha anh em. Xem lúng rồi. Nè, đám đất này là đó, lỗ hang mà là vừa phá cái liếp trồng dưa hấu, dưa leo gì á. Giờ thì anh trạt nha, sửa đất nhà nha anh em. Đó. Nãy có chỗ lúng luôn á, bươi bánh luôn. Đó, ý, hộp xuống kìa. Để mình tiến lại gần quay anh em xem nha. Đó. Có bọc mũ nữa anh em ơi, bọc mũ trồng dưa hấu gì có bọc mũ nữa nè. Cười ơi, không cười rồi. Đạp. Sao anh chưa đạp ta? Đó. Đó, đạp rồi anh trụng đó. Anh đạp cái bánh muốn bươi luôn hả? Cái bánh hơi nhỏ. Này thì cái máy này hình như là Mikino thì phải, thấy đen quá mình không biết phải không nữa. Chạy bu ly có tầm 8 phần hay 9 phần gì hả? Chắc 9 phần quá. Động cơ Mikino. Đó. Đúng rồi, động cơ Vikino 125 anh em ơi, nó đen quá mình không nhận ra luôn. Còn cái đuôi thì K700. Mang cặp bánh này là cặp bánh này dùng để đi sới nha. Bánh này để đi sới nè. Này thì anh chạy phá đất trước rồi anh mới đạp nha. Phá đất cho bằng đúng không? Đó. Nhân dân đang đưa là ảnh không có hàng miếng sắt lá để cắt nhỏ ra mà ảnh cắt thẳng vô miếng bê luôn nha, thành cái cưa luôn, thành cái canh cưa luôn. Đây, có trái mướp nữa anh em ơi. Cái này là trái mướp nha. Quá trời mới phá luôn, còn trái luôn anh em ơi. Này trồng qua màu nha, mướp cũng qua rồi nè.